Mến chào quý khán giả của truyền hình Hậu Giang. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Sao Quê Lấp Lánh, phát sóng mỗi ngày lúc 23 giờ trực tiếp trên fanpage truyền hình Hậu Giang lúc 22 giờ. Chương trình đang giới thiệu cùng quý khán giả tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chương truyện tối nay chúng ta gặp lại Hồ Nguyên Trừng, con trai cả của Hồ Quý Ly, một con người đầy ưu tư phiền muộn trước thời thế. Dù không chống lại cha mình, nhưng Hồ Nguyên Trừng cũng đau nỗi đau kẻ sĩ khi triều đình đầy rẫy âm mưu tranh đoạt. Đặc biệt, mối tình giữa Nguyên Trừng và người con gái ở Dường Mai cũng chứa đựng nhiều chi tiết bất ngờ. Thanh Mai là ai? Vì sao nàng lại tiếp cận Hồ Nguyên Trừng? Lời giải đáp sẽ có trong chương truyện tối nay. Mời quý khán giả cùng nghe truyện. Hôm nay, trong cái chập choạng, tôi lại ngồi ở thềm ngôi nhà cổ, nghĩ xa, nghĩ gần, lòng buồn mang mát. Nghĩ tới số phận của những người thân đang bị cuốn theo, không cưỡng nổi những cơn co giật cuồng nộ của sóng thịnh suy. Khu vườn này, ngày xưa, chẳng đã in dấu chân của Thánh Ngẫu, của Thuận Tông đó sao? Chẳng đã từng nghe tiếng cười giòn giả, sung sướng của những đứa em tôi đó sao? Nhưng nay Thánh Ngẫu lúc nào cũng khóc, nó đã trở thành bà Thái Hậu u buồn. Còn Thuận Tông, sau khi làm lễ truyền ngôi cho Thái tử An, chắc lúc này đã ra tới Hải Đông, lên núi cao ngồi tĩnh tọa để tìm giấc mơ tiên trong khói núi sương chiều. Tôi muốn chối bỏ tất cả, mà phút mơ màng trở về thuở ấu thơ lúc này cũng là cách chối bỏ. Bây giờ tôi đã quá lớn để có thể đốt nén hương, nhen một ngọn lửa trong cái hốc ở gốc cây ngọc lan. Nhưng chắc chắn trong lòng tôi vẫn còn bí ẩn leo lét ngọn lửa ấm áp của ngày xưa. Ông ngoại tôi đã lên yên tử từ lâu, khu trại đã bỏ hoang, nhưng vườn thuốc vẫn còn ở đó. Ông già Lặc vẫn chăm sóc vườn thuốc, nhưng chẳng để làm gì cả. Ông ngoại, người thầy thuốc Từ Tâm đã bỏ lên núi, hỏi còn ai biết sử dụng những cây cỏ lạ lùng đó nữa. Vườn thuốc không còn hữu dụng, nhưng nó vẫn còn là một vườn hoa ấp đầy kỷ niệm. Bụi bìm bìm tím mọc ở góc sân, leo lên cây bưởi. Những ngọn của nó cong cong vươn ra không trung để nhảy múa với gió. Tôi chợt giật mình nhớ tới chuyện ông ngoại dặn một bài thuốc lúc cụ đi tu. Phải nhớ lấy cây bìm bịp, hạt của nó tên gọi là khiên ngưu tử, có thể chữa được mọi bệnh rồ dại, mà dòng giống nhà cháu vốn có chứng rồ dại. Ai rồ dại? Cha tôi, Hán Thương hay là bà Hoàng Thánh Ngẫu? Cũng có khi kẻ rồ dại ấy chính là tôi. Bởi vì đã nhiều đêm tôi mất ngủ, bởi vì có một nỗi sầu dằn vặt vẫn ám ảnh tôi, mà tôi đã cố chôn vùi vào trong chén rượu. Bởi vì trong hồn tôi mang nhiều ảo ảnh, mà một cô gái xinh đẹp nóng túng quai thao kia cũng là ảo ảnh. Chồng nghĩ miên man lang thang ấy bỗng nhiên chững lại, như bánh xe lăn vấp phải viên đá giữa đường. Hồn tôi se lạnh rùng mình. Tôi chợt ngẩng đầu nhìn ra vườn thuốc, rồi bàng hoàng. Từ xa xa, trong bóng mờ, dưới những tán cây què, có bóng một người con gái bước ra. Cô ta bước ra từ đám lau sậy hay từ bóng những cây cổ thụ nhập nhọn. Trăng non mùa xuân chẳng biết đã lên từ lúc nào. Không có bóng trăng, biết trăng lên là vì trời màu trắng sữa. Trăng dải lên người cô gái như khoác lên một tấm sa trắng mờ mờ để làm nhòa khuôn mặt, nhưng lại càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Tôi giật mình tự nhủ là hồn ma Ngọc Lan. Nhưng cô Ngọc Lan đêm nay không đội nón thúng quai thao, cô vấn khăn tóc bỏ đuôi gà, những tà áo mớ ba đỏ trắng nâu và bộ thắt lưng hồng lý bạch
được gió thổi tung phơ phất. Đúng, cô ta đã hiện về. Tôi khẩn cầu cho hồn ma bước lại gần tôi. Người con gái mờ ảo đó tiến về phía tôi thật. Cô ta cười, và hai bàn tay lại dâng lên ngang mày một cây đàn nguyệt. Ô hay, hồn ma đêm nay cũng muốn cùng ta say một khúc nguyệt cầm ư. Tôi đứng lên mừng rỡ. Người con gái mà ta đã gặp từ thuở ấu thơ, người con gái vẫn nhiều đêm đi về an ủi tôi trong giấc mơ, hôm nay lại hiện ra bằng xương bằng thịt cùng với cây nguyệt cầm. Tôi như trong mộng khi nghe thấy tiếng ríu rít như lạ mà lại rất quen. Chàng, chàng thẫn thờ cái gì thế? Tôi kính cẩn cúi đầu thi lễ. Ô hay, đúng là nàng. Thật hay là mơ? Ô kìa, chàng chẳng nhận ra em sao? Tôi càng bàng hoàng hơn khi nhận thấy giọng nói quá ư quen thuộc. Chàng làm sao thế? Chàng nghĩ đi đâu vậy? Em đây mà, Thanh Mai đây mà. Tiếng nói chợt kéo tôi trở về cuộc sống thật. Và thế là tôi bừng tỉnh. À, ra thế, thực và ảo. Ở đây ảo với thực hòa tan. Thì ra cô gái Ngọc Lan, người đàn bà nóng thúng quay thao mà tôi đã từng gặp từ thuở xa xưa, nay đã hiện thân ra thành Thanh Mai. Thảo nào, tôi cứ cảm thấy gương mặt của nàng rất quen thuộc. Hóa ra một tiền duyên. Có thể nàng đã quen tôi từ một kiếp khác, và hồn nàng đã về ẩn dưới gốc hoa cao quý, để bây giờ hồn và xác, mơ và thực nhập với nhau làm một, hóa thành một cô gái bằng xương bằng thịt, Thanh Mai, biến thành cô kỹ nữ với tiếng đàn làm mê hồn cả đất Thăng Long. Tôi cười bảo nàng, có lẽ em không phải ở cõi đời này. Thanh Mai cười giận, chàng quá khen thành mơ, chẳng phải em là xương là thịt hay sao? Chúng tôi trò chuyện vui vẻ thâu đêm. Trong lúc ái ân, tôi ngạc nhiên nhìn đôi mắt long lanh ánh trăng của nàng, nhìn mớ tóc mượt mà xõa tung của nàng, sao chúng đang lấy và linh động đến thế? Và gương mặt nàng lúc trắng nhễ nhại, lúc hồng hào, sao chúng đổi sắc màu nhanh đến thế? Cứ như thể tôi vừa mới thổi cho chúng một cái hồn mang nhiều âm điệu. Giọng ríu rít của nàng nói vào tai tôi, em chưa bao giờ được sung sướng như đêm nay. Tôi chợt nhớ đến lời của một người bạn, chỉ có người đàn ông thông minh mới đem lại được sự vui vầy thỏa thích cho người đàn bà trong cuộc giao duyên. Không hiểu câu nói đó có chút nào kiêu ngạo không. Tôi cứ tự cười thầm, tự chế nhạo thầm trong lòng, nhưng chắc chắn đó là một niềm hãnh diện và hạnh phúc. Cũng không hiểu ảo ảnh về con ma Ngọc Lan có ảnh hưởng gì đến cuộc ái ân đêm đó không, mà bỗng dưng lúc ở cạnh nàng, tôi bỗng thấy sực nức mùi hoa vương giả. Phải chăng mùi hương được lan tỏa từ da thịt nồng nàn ấm áp và quấn quýt của nàng? Và chính đêm ấy tôi mới chợt hiểu một điều. Thanh Mai là người đàn bà độc nhất mà tôi đi tìm kiếm từ bấy lâu nay. Đó là người đàn bà ẩn giấu luôn ám ảnh tâm tưởng con người. Người đàn bà ta muốn gặp mà chưa hề thấy mặt. Lúc thì nàng biến thành một bóng ma, một ảo ảnh. Lúc thì biến thành một cây khoa, một hồn khoa. Người đàn bà đầy nhục cảm, đầy sự sống. Người đàn bà xinh đẹp lại có một tâm hồn. Gặp được nàng, đó là niềm vui lớn, là cuộc tìm kiếm lớn của đời người. Đêm hôm đó, Thanh Mai kể với tôi về cuộc đời nàng. Gia đình em làm nghề chài lưới ở một vùng hạ lưu sông Hồng. Khúc sông bát ngát, ký ức chẳng còn gì nhiều lắm, chỉ còn nhớ được những bãi lao gian sông thu về trắng xóa, hoặc nhớ những cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay,
Đó là quang cảnh vùng quê mỗi khi theo mẹ mang cá lên chợ bán. Chàng có biết không, hầu như người lái đò nào cũng hát hay. Bố mẹ em và cả em nữa đều hát hay cả. Những buổi chiều cơm nước xong, bố em vừa kéo nhị vừa hát. Hát chán lại gõ mạn thuyền mà hò ô. Bố hò câu trước, mẹ tiếp câu sau. Giọng bố thì trầm, giọng mẹ cao, quấn quýt với nhau. Đời người lái đò chỉ có thế mà vui. Năm ấy em chừng 13 tuổi, quân Chiêm Thành theo chế bọng Nga tràn ra cướp phá nước ta. Những năm đó, người lái đò là người chịu khổ trước nhất vì giặc chim. Chúng thường theo đường biển xâm chiếm vùng châu thổ vào mùa gió nồm. Mùa gió đông nam, các gia đình sông nước đều biết điều đó, nên cứ đến vụ gió nam là nơm nớp lo sợ. Khốn nổi, vụ nam đối với dân chài lại là chính vụ. Cá tôm trên sông nhiều ê hề, có khi tung lưới chỉ vài giờ là đã đầy thuyền tôm cá. Bán không hết đem phơi khô để dành. Nguồn sống quanh năm nhờ vào vụ cá nam là chính. Do vậy dù sợ giặc mà các gia đình chài vẫn phải bám mặt sông. Giặc đến, người ta gõ thanh tre vào mạn thuyền theo nhịp ngũ liên để báo động. Thuyền nọ truyền tới thuyền kia. Cứ như vậy, tiếng ngũ liên truyền suốt dọc sông, rồi truyền đến cả những xóm làng trên bờ. Các thuyền vừa gõ vừa nhanh chóng cập bờ trốn giặc. Mọi người đã tay nải sẵn sàng, thoát một cái phải lủi nhanh vào những bãi lau sậy ven sông. Em đã nhiều phen chui lủi trốn giặc như vậy đó, nhưng có một lần gia đình đã bị giặc bắt. Bị bắt bởi vì quá mải mê theo một đàn cá ra tận cửa sông, xa rời các bạn thuyền. Mặt nước mênh mông, chẳng biết tìm chỗ đâu để trốn. Cha em bị giặc giết ngay. Quân Chim có lệnh tuyệt diệt tất cả đàn ông. Còn mẹ em, vì có chút nhan sắc, cho nên được một viên tỳ tướng Chiêm Thành bắt làm thiếp. Vì thương con, cho nên mẹ em đành nhẫn nhục. Năm ấy em 13 tuổi, vừa xinh đẹp lại vừa có giọng hát hay, nên bị sung vào đội ca múa của vua chế bồng Nga. Đầu tiên em phải học múa hát cho một bà cung nữ già truyền dạy. Người Chim múa rất khéo mà hát cũng lạ và hay. Chỉ một năm sau em đã tinh thông mọi ngón đàn ca của họ. Cha em xưa kia là trai cày, hết vụ nông lại cùng bạn bè hợp thành gánh hát lang thang khắp vùng châu thổ sông Hồng. Sau gặp mẹ em, cô gái thuyền chài có giọng hò làm mê mẩn lòng người, cha đi theo mẹ và trở thành dân chài. Chính vì thế nên dù học hát người Chim, em vẫn không quên các làn điệu của người Việt. Thỉnh thoảng em vẫn hát giọng Việt cho người Chim nghe. Nhưng mà phải nói là em đã bị lây giọng Chim rất nhiều. Người Chim thích giọng hát buồn, mà đời em nào có ra gì, nên giọng em càng buồn hơn. Do đó người Chim Thành rất thích nghe em hát. Kể tới đây, Thanh Mai ngồi nhổm dậy lấy cây đàn nguyệt. Trong đêm thanh vắng, tiếng đàn của cô chợt vang lên não nùng. Cô nhấn, cô luyến, cô lái chậm rãi như một tiếng thổn thức. Cô hát lên khe khẽ: con ngựa hồ, con ngựa hồ, mi ăn cỏ phương nam, uống nước dòng sông Thu Bồn, đêm đêm hí trăng, hí về phương bắc, mi nhớ con sông màu đỏ, mi nhớ bờ lao xám buồn, mi nhớ ai cha giết ngày đêm. Nàng đã làm bài hát đó ư? Sao mà sầu thảm thế? Tôi khẽ khàn hỏi. Không phải của em đâu, bài hát của mẹ em đấy. Khi bị bắt làm vợ người ta, vì nhớ cha em, nhớ con sông Hồng, mẹ đã hát như thế. Hát theo một điệu hát ngày xưa của bố. Rồi mẹ héo hon mà ốm, mẹ bỏ ăn hàng tháng trời mới chết nơi đất khách quê người. Thanh Mai treo cây nguyệt cầm lên tường, ngồi thừ ra hồi lâu mới hết xúc động.
Nàng kể tiếp. Chế Bồng Nga là một ông vua vũ dũng nhưng rất thích múa hát. Sau công việc triều chính, tối nào ông cũng xem múa hát. Ngay cả khi đi chiến trận, ông cũng mang theo đội ca vũ. Có một đêm ngồi xem, ông ta bỗng để ý tới em. Chế lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt em. Ông đi vòng quanh ngắm, rồi lật chiếc mũ nhọn giác vàng trên đầu em ra, ngắm nghía mớ tóc. Ông hất hàm hỏi: "Tóc này không phải là tóc của người chim." Em quỳ xuống tâu bài. Ông trầm ngâm gật đầu. Rồi từ đó, em được chuyển làm thị tỳ cho vua chim, hầu hạ xoa bóp mỗi khi chế mệt nhọc, đội đèn hầu tiệc. Công việc thật là nhục nhã, tuy không vất vả. Mỗi khi có tiệc, em mặc chiếc thố giáp vàng, đôi vú cũng nịch bằng hai chiếc chớp vàng, hai tay giơ lên đỡ chiếc khay vàng đội trên đầu, trên khay đặt những cây bạch lạp. Em gần như trần truồng đội đèn. Thân hình em đẹp, khách khứa vừa ngắm em vừa cười, vừa ăn uống. Bà vũ nữ già người chim đã dặn: "Đức vua Chế Bồng Nga không thích những người đội đèn đang khóc. Muốn khóc thì khóc ở trong lòng." Để cho bữa tiệc đặc biệt, vua chim bắt em hát những bài hát Việt. Em cầm cây đàn nguyệt, càng nén mối sầu bao nhiêu thì tiếng đàn của em càng não nùng bấy nhiêu. Con ngựa hồ, mi nhớ con sông màu đỏ, mi nhớ bờ lao xám buồn, mi nhớ ai da diết ngày đêm. Đến lúc ấy em không còn nén nổi lòng mình nữa, em đã khóc lã chả, song càng khóc càng hay, hay đến nỗi Chế Bồng Nga, con người sắt đá đó, cũng phải phá lệ tha cái tội khóc trong bữa tiệc của em. Đêm ấy vua chim say lắm, khi khách khứa về hết, ông đến bên em, khẽ khàng gỡ hai chiếc chớp vàng nịch đôi vú. Ông vuốt ve chúng, đắm say nhìn chúng, trong khi em rung lên bần bật. Ông đặt em nằm xuống, gỡ nốt chiếc khố vàng rồng và chiếm đoạt thân xác em. Em mê mang sợ hãi, người như khúc gỗ, em hét lên. Chao ôi, nóng bỏng và đau đớn đến tê dại cả tâm hồn. Ông ta hung hãn chiếm đoạt, còn em thì rúm ró khiếp hãi. Không hiểu sao, như thế mà ông ta lại cảm thấy khoái lạc. Chế nói: "Tốt đấy, dân nhà ngươi phải nhớ lấy điều này. Nếu ngươi mang thai thì phải biết tự xử trí." Ông ta nói thế nghĩa là gì? Em ngồi lên, hàm răng còn thấy lập cập, máu chảy loang đùi. Bà già cung nữ đến lau cho em, khoác áo cho em, đút cháo cho em. Rồi bà vào rừng tìm những thứ lá đắng ngắt nấu cho em uống. Bà già thì thầm vào tai: "Uống để triệt thai." Chế Bồng Nga không thích có con lai, con của ông ta không thể mang một chút dòng máu Việt. Em rung lên cầm cập khi bà già cho em biết tự xử trí nghĩa là như thế nào. Có thể nói Chế Bồng Nga vừa thích em vừa căm thù em. Ông ta xâm chiếm cơ thể em như để trả thù. Có lần sau lúc thỏa mãn, ông nói: "May mắn cho nhà ngươi, ta đã ngủ với nhiều con gái Việt, nhưng không một người đàn bà Việt nào được ngủ với ta đến lần thứ hai." Nghĩa là mỗi lần chiếm đoạt xong, ông ta đều sai giết chết những người đàn bà xấu số ấy. Điều đó càng làm cho em lo sợ hơn. Chẳng chống thì chày, sẽ đến lúc ông ta chán. Lúc đó, số phận em lại như những người đàn bà xấu số kia. Có một lần, ông ta nói: "Ta không muốn câu chuyện Quyền Trân công chúa khi xưa lại tái diễn." Như vậy, số phận của em đã được định đoạt rồi. Em đã sống những ngày buồn thảm căng thẳng nhất của đời. Đã có lúc em muốn chết, em đã chuẩn bị lá độc.
Bà già cung nữ biết được bèn bảo: "Nghiệp là thế, thôi thì sống cho hết nghiệp của mình, chết cũng chẳng tránh được nghiệp đâu, nó còn theo đuổi mình sang kiếp khác, chi bằng cứ cắn răng lại mà trả nợ, hết nghiệp là xong, nhanh chóng lắm. Ta là nhẹ tên thôi, đằng nào cũng đã khổ, nỗi khổ đã thành chai gánh nhẹ hơn." "Sao lại thành chai, sao lại nhẹ gánh chứ?" Em thầm nghĩ, mỗi lần ông vua chim đến chiếm đoạt, em lại trải qua những phút run rẩy kinh hoàng. Những cuộc giao duyên đó đều như một cuộc xử tội. Đó là những trải nghiệm của riêng em mà ít có người đàn bà nào biết, vì người đời chỉ mới biết được một điều: chuyện giao duyên là quan lạc. Nào ai biết cảnh những phút em phải hét lên vì đau đớn. Và kỳ lạ thay, em càng đau đớn, ông vua kia càng thích thú. Mãi sau này em mới hiểu, chế bồng Nga thích nỗi đau của người Việt. Kẻ thù càng đau thì tâm hồn ông càng sảng khoái. Ông đem cả sự hận thù vào trong cuộc hành lạc. Cũng may cho em, vì còn biết cảm nhận đau đớn, không biến thành chai sạn. Nỗi đau làm cơ thể xinh đẹp của em mỗi lần lại méo mó đi một cách khác, nên nó vẫn ghi được khoái cảm cho ông. Em thoát chết phần nào nhờ còn biết đau đớn. Mùa gió Nam đã đến, đem nỗi lo sợ khắc khoải cho người dân châu thổ sông Hồng. Riêng chế bồng Nga hân hoan, ông ta nói với em: "Nước Việt của ngươi đã đến hồi mạt vận, nhà ngươi hãy cầu trời khấn Phật đi, hãy cầu cho ta đại thắng. Phen này nếu ta tiêu diệt xong nhà Trần, cả bọn đàn ông người Việt ta sẽ làm cỏ, nhưng bọn đàn bà ta tha. Khi Khải Hoàng trở về, ta sẽ chính thức lấy nàng vào cung." Thấy quân chim như trẻ tre, đánh vào Thanh Quá, Quý Ly thua, Nguyễn Đa Phương mang quân rút chạy. Tôn Thất, Trần Nguyên Diệu đầu hàng, thầy chùa Phạm Sư Ôn chiếm Thăng Long 3 ngày. Chế bồng Nga cười ha hả: "Trời đã giúp ta rồi, trời đã chiều ta. Phạm Sư Ôn chẳng qua là bầy giặc cỏ, triều đình nhà Trần còn không giữ nổi kinh đô. Huống hồ là 5 vạn quân hùng mạnh của ta. Trời giúp ta rồi, ta sẽ phong cho Trần Nguyên Diệu làm An Nam Vương, và nước Việt phải hàng năm triều cống chiêm thành. Trời đã chuyển gió bất ư? Không cần. Bọn Tư Đồ Thái Bảo, đại thần nhà Trần chả bí mật gửi thư đến cầu xin ta mau tiến quân giúp đỡ họ sau. Phen này ta sẽ ăn Tết ở Thăng Long." Bên bờ sông Lương Thanh Quá, vua chim cha mở tiệc khao quân để khích lệ muôn lòng tướng sĩ trước khi tiến quân vào sông Hoàng Giang, vào châu thổ sông Hồng. Trong bữa tiệc ấy, chính em là người vũ nữ mà Ba Lậu Kê, tên quân hầu của chế bồng Nga, định cưỡng đoạt và gây nên cơn giận lôi đình của vua chim. Khi chế bồng Nga tát tên lính hầu, bàn tay ông ta lăm lăm sờ vào đốc kiếm. Sự thịnh nộ ấy nằm ngoài lẽ thường. Ba Lậu Kê không thể hiểu được tại sao một vị vua quai hùng như thế lại có thể bảo vệ một con tù binh nô lệ, thứ người mạt cấp, thứ chiến lợi phẩm rẻ tiền. Theo đúng lẽ, vua chim thiếu gì gái đẹp, thiếu gì những người đàn bà cao quý, còn thứ đàn bà mạt cấp như em thường chỉ để dành cho bọn binh lính. Nếu như em là một quận chúa của một phu nhân nhà Trần thì điều đó có thể hiểu được. Đằng này, Ba Lậu Kê mắt tròn xoe lủi vào bóng tối. Ông vua quay hùng đứng đó chao mài nhìn em, còn em cố lấy mấy mảnh vải rách che thân, đứng run rẩy dưới ánh sáng cây bạch lạp. Rồi Ba Lậu Kê bỏ trốn, quân chim từ biển dông thuyền vào Hoàng Giang. Cũng may từ hôm xảy ra chuyện ấy, em bị chế bồng Nga đuổi sang thuyền khác. Cũng nhờ thế em không hề gì. Khi Ba Lậu Kê chỉ điểm,
và quân cung nỏ của thượng tướng Khát Chân bắn như mưa vào thuyền vua chim và giết chết Chế Bồng Nga. Thanh Mai dừng kể vì xúc động, hơn nữa chắc để sắp xếp nhớ lại những tình cảm, những diễn biến đã qua của đời mình. Một lát sau nàng mới tiếp: có mấy ai hiểu được sự tủi nhục đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của một cô gái ngây thơ trong phút chốc cuộc sống bỗng tan nát, mất cả cha lẫn mẹ, sống một cuộc sống thấp hèn của một con vật, của một kiếp người nô lệ đàn bà, chung quanh lúc nào cũng ngút trời khí hận thù, lúc nào cũng nơm nớp như con cá nằm trên thớt. Hiểu được nỗi đau ấy mới biết được tâm trạng của em khi được vị anh hùng Trần Khát Chân cứu thoát. Quỳnh hiểu, tướng Trần Khát Chân như một người cha đã sinh ra nàng lần thứ hai. Dưng, em đã khóc rưng rức, quỳ rạp dưới chân ngài, hôn lên đôi ủng chiến trận của ngài. Em không nói được thành lời mà chỉ biết khóc như mưa như gió. Mọi người khuyên giải mãi mới nguôi. Ngài đỡ em dậy, em nói: xin Đức Ông cho tiện nữ được lập bàn thờ để thờ sống ngài. Tấm thân hèn hạ này nhờ tướng công mới được tái sinh, xin làm thân trâu ngựa để đền bù. Hôm sau, trong lúc quân mở tiệc mừng công, em ôm đàn ra hát. Lúc đầu hát bài Lạc Khúc Báo Thiên, sau sang bài Thanh Bình Điệu. Tướng quân nói: ta nghe vua chim vẫn thích một bài hát Việt do nàng làm ra, hay lắm. Dạ, đó là bài Con Ngựa Hồ do mẹ thiếp làm lúc sắp lâm chung, nhưng sợ rằng nó quá u sầu. Không sao đâu, bây giờ chiến tranh đã dứt rồi, giả lại hát bài xưa buồn để ghi nỗi khổ trong lòng tướng sĩ cũng là điều nên làm. Em đành phải vâng lời. Con ngựa hồ, mi ăn cỏ phương Nam, uống nước dòng sông Thu Bồn. Đêm đêm hí trăng, hí về phương Bắc, mi nhớ con sông màu đỏ, mi nhớ bờ lao xám buồn, mi nhớ ai da diết ngày đêm. Người ngồi nghe đều biết thân phận của em, nay lại được nghe tiếng đàn, tiếng hát của chính người trong cuộc, cho nên tướng sĩ dự tiệc không mấy người không xa nước mắt. Tướng công gọi đến bảo: con hát hay lắm, ta muốn tiến cử xung vào đội nữ nhạc trong cung. Em đa tạ và từ chối. Hay là ta sẽ tìm nơi tử tế để gả chồng cho con. Có lẽ không ai biết được nỗi khiếp hãi đàn ông của em. Sự cưỡng đoạt tàn nhẫn của vua chim đã ghi lại một vết hằn sâu trong óc. Cứ nghĩ tới những phút bên vua chim, em lại rùng mình. Em quỳ xuống trả lời: tấm thân kẻ tiện dân nay đã vấy bùng, không dám nghĩ đến việc gia thất. Ý nguyện của con lúc này chỉ muốn được sinh về ở nơi thôn giả, sống yên ổn, lập bàn thờ, thờ vong linh cha mẹ và cầu nguyện trời Phật hộ trì cho tướng quân ngày thêm rạng ngời công đức. Thế là con thỏa nguyện lắm rồi. Tướng công nghe vậy liền bảo: sao lại vấy bùng? Con đừng nghĩ sai lệch, con là một người trong sáng nhất mà ta đã gặp. Ta có người thuộc hạ hiền lành trung thực đã quá vợ. Ta muốn con có nơi có chốn, ta muốn coi con như con gái của ta. Ta không muốn trông thấy con đến già. Em càng sợ hãi, một mực khăng khăng chối từ. Con đội ơn sâu. Đức ông đã cải tử hoàn sinh cho con, nhưng việc gia thất thì quả thực con đây không dám. Thượng tướng nhìn nét mặt tái mét của em, người rất ngạc nhiên, ngồi im lặng hồi lâu, rồi gật gật đầu. Có lẽ gương mặt và thái độ của em đã làm cho người hiểu được một điều gì chăng? Nhưng từ đây, người không bao giờ đã động gì đến chuyện đó nữa.
Thượng tướng không cho em về quê, người cho em ở trong một khu vườn ở phường Hà Khẩu, chu cấp tiền bạc để em lập nghiệp ở đất Thăng Long. Từ đó thượng tướng đã thật sự coi em như con gái, nhưng không vì thế mà em lạm dụng lòng tốt của người. Em cố gắng tự lập. Trời đất đã phú cho em giọng hát, số phận đã đưa đẩy em làm nghề ca hát từ lúc còn trẻ. Vậy thì tại sao em lại không tiếp tục làm nghề ca hát? Xưa kia, giọng hát của em chỉ dành riêng cho vua chúa và triều đình Chiêm Thành. Bây giờ em muốn đem tiếng hát ấy cho người Thăng Long. Nghĩ thế nên em lại tiếp tục làm nghề ca hát. Người dân Kinh Đô rất lấy làm lạ. Sao em còn trẻ và đẹp, lại có thượng tướng đỡ đầu mà lại không lấy chồng? Nào ai có biết chuyện riêng tư, nỗi khiếp sợ đàn ông mà chế bồng Nga còn để lại cho em. Và cứ thế, em đinh ninh rằng từ nay đến sau này sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể làm tan nỗi khiếp sợ trong lòng em. Tôi mỉm cười, không khỏi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Trong bóng tối, nàng đâu có nhìn thấy nụ cười trên môi tôi. Cớ sao nàng lại rút đầu vào ngực tôi, như để trốn tránh một sự ngượng ngùng đầy thi vị. Và Thanh Mai hỏi, chàng có nhớ những ngày mới gặp nhau không? Quên làm sao được, cái đêm đầu tiên trong vườn mai. Kỳ lạ thật, tại sao em sợ đàn ông đến thế? Mà sau cái đêm ở Tỷ Quyên Đình, sau khi cùng chàng hát bài Hương Lan hay Ai Xui câu hát nghiêng nghiêng gì đó, em bỗng chợt nhận thấy niềm xác tín trong lòng từ trước đến nay bỗng lung lay. Tôi sung sướng nói, còn Quynh, lúc mới gặp muội Quynh cũng bồn chồn và xúc động, rồi tự nói với mình, cô ấy là người đàn bà hiền diệu đã trải qua nhiều đau khổ. Cô ấy trong trắng, cô ấy có một tấm lòng cao cả, chịu bao nhiêu cay đắng như thế mà không hận thù. Chàng đừng nói thế, em hận thù chứ. Tại sao lại bị ngược đãi như thế mà em không tự vẫn? Vì lòng hận thù đấy. Lòng hận thù đã tiếp sức cho em, dạy cho em biết cắn răng lại để sống sót. Ngày xưa em cứ tự nhủ, rồi các người sẽ biết tay ta. Sự nhục nhã quá chừng làm em thù hận, chẳng phải riêng gì chế bồng Nga, quân chim. Hình như nó mơ hồ được mở rộng với tất cả đàn ông. Khi được giải thoát, sự vui sướng lên đến quá mức đã làm em quên đi được một thời gian. Nhưng sau hôm gặp mặt chàng ở vườn mai, em bàng hoàng. Tình yêu đã thức dậy trong em, nhưng không phải không kèm theo sự hận thù. Nó biểu lộ ở chỗ, trong lòng em vẫn có sự nghi ngờ, sự dày vò, sự ngập ngừng. Em tự bảo, tin gì được con người như chàng, người cao sang tột bậc, ta là kỹ nữ, chẳng qua một cuộc đùa chơi gió thoảng mà thôi. Trải qua những nhọc nhằn như nàng thì có những ý nghĩ ấy là chuyện tất nhiên. Không phải, chàng đã quá rộng lượng rồi, em chưa nói hết. Còn nhiều chuyện khác mà nếu nói ra, chàng có thể khinh thường. Cứ thử nhớ lại mà xem, tại sao thời gian đầu chàng cảm thấy như em cố tình lẩn tránh? Không, không nhớ, không hiểu. À, đúng rồi, Quynh nhớ lại lúc đầu, đã có lúc thất vọng, uống rượu say, rồi nằm ở bãi sông. Đúng, hôm ấy chàng đã đến nhà em, đến vườn Hà Khẩu, chàng gọi cửa, rồi buồn rầu quay ra bãi sông. Về sau em nói dối chàng là em không có nhà, chỉ khi về mới bắt gặp chàng đã túy lúy nằm gục trên bờ sông. Thực ra lúc đó em có ở nhà. Em ở trong nhà, em nghe tiếng chàng mà không mở cửa bởi vì... Vì sao? Vì thực ra lúc đó em vừa yêu chàng, đồng thời hình như lại hận thù chàng. Em cũng xấu xa,
chứ đâu như chàng tưởng. Muội nói huynh hoàn toàn không hiểu. Bởi vì em không muốn dối trá. Huynh vẫn chưa hiểu. Bởi vì em đã thật sự dối trá. Em không dối trá. Thật ra, giọng Thanh Mai trở nên bình tĩnh đến lạnh băng khi nàng thốt ra những lời từ lâu vẫn chôn chặt trong lòng. Thật ra, em đã nhận lời với thượng tướng Khác Chân rằng sẽ giả vờ yêu chàng, nhưng thực ra là để dò xét tình hình. Nói xong, Thanh Mai hai tay ôm lấy mặt. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Nhưng nàng đã không dò xét ta. Tay Thanh Mai rung lên, sự thổ lộ thành thực đã làm nàng xúc động. Tôi ôm lấy nàng. Thanh Mai phải ngừng một lúc mới trở về bình tĩnh để nói tiếp. Sau khi về phường Hà Khẩu và em đã nổi danh về tài đàn ca ở đất Thăng Long, thượng tướng Khác Chân liền nảy ra một ý định. Ông biết rõ chàng là người phong lưu, cho nên muốn em tiếp kiến chàng. Rồi sau đó, chàng đã hiểu rõ em đã chịu ơn quan thượng tướng ra sao. Hơn nữa, nguyên nhân sự sa sút điên đảo của đất nước ở Thăng Long, người nào mà chẳng nói đều do vị thái sư khuynh đảo triều chính. Nàng chợt nắm chặt tay tôi, còn tôi vẫn thản nhiên lặng lẽ. Bóng tối cũng giúp đỡ để nàng nói ra được những lời tự đáy lòng và làm cho tôi cũng dễ nghe. Em chẳng còn biết gì những chuyện đại sự, nhưng đó là ý dân. Còn em cũng chỉ là một dân thường nên cũng có những ý nghĩ ấy. Thế là em hăm hở thi hành mưu kế của thượng tướng. Nhưng khi gặp chàng ở vườn mai, những ý nghĩ trong lòng em bỗng trở nên nghiêng ngả. Em bỗng bàng hoàng bồn chồn trong dạ. Công việc của em là phải lừa dối chàng, nhưng mà em lại không muốn lừa dối. Em vừa muốn đến gần, lại vừa muốn lánh xa. Cái đêm chàng đến phường Hà Khẩu, em phải cắn răng lại để cho mặt chàng thất thểu đi ra bãi vô. Nhưng mà khi bước chân chàng rời xa, lòng em lại thấp thỏm. Em mở cửa bước ra, nấp sau những bụi cây cho đến lúc chàng ly bì nằm bên dòng nước. Em đem chàng vào nhà, trong lúc lên cơn sốt mê sảng, chàng vẫn luôn nhắc đến Thanh Mai. Em đã bật khóc. Và từ lúc ấy, em hiểu mình sẽ chẳng bao giờ xa chàng được nữa. Cũng từ phút ấy, nỗi sợ đàn ông, nỗi hận thù đến độ mê muội, lòng biết ơn đi đến chỗ quá khích trong em cũng được điều hòa hơn. Em ra giường hái một cành mai đã kết trái, cắm trong chiếc lọ đầu giường và chờ chàng thức dậy. Em tự nhủ, người đàn ông mình chờ đợi bao lâu nay đã đến rồi. Lúc này tất cả những việc khác với ta đều không quan trọng nữa. Em đã đến gặp quan thượng tướng. Tâu đức ông, con xin chịu tội cùng đức ông. Con không thể làm hại chàng được. Con đã yêu à? Nhưng con đã thương chàng. Ta đâu muốn bảo con làm hại Nguyên Trừng. Ta cũng rất quý trọng con người ấy. Nhưng mà con không thể dối trá chàng được. Đức ông Khác Chân ngồi lặng lẽ suy ngẫm rất lâu, lơ đãng đến nỗi bỏ mặc em quỳ rạp mãi trên mặt đất. Rồi ông thở dài, cúi xuống đỡ em lên. Thôi, đứng dậy đi con. Ta đã giải lời nguyền cho con rồi đó. Tôi rung động, chẳng nói thành lời. Tôi nắm hai bàn tay nồng ấm mềm dịu của Thanh Mai.
Những lời nàng nói không làm tôi ngạc nhiên. Đêm đầu tiên gặp nhau ở vườn mai, tôi hầu như đã hiểu tất cả. Song tôi không hé răng nói một lời, bởi vì tôi tin vào mắt nàng. Tôi đã tin, niềm tin ấy thực sự đã được đền đáp. Ông trời quả không phụ lòng tôi. Đó là chuyện xảy ra đêm trước khi chúng tôi sửa soạn lên đường đi Yên Tử. Có lẽ trước khi đến đất Phật, Thanh Mai muốn lòng mình được hoàn toàn thanh thản, bởi vì nơi chúng tôi sắp đến là miền tịnh độ, và dù một vết gợn nhỏ trong tâm cũng phải rửa sạch lầu. Quý khán giả thân mến, Thanh Mai, người phụ nữ chịu nhiều đau khổ từ thuở còn thơ, mang trong lòng nỗi sợ hãi đàn ông và bản thân là một quân cờ quan trọng của Thượng tướng Trần Khát Chân. Vậy nhưng, Thanh Mai đã không thỏa hiệp cùng Thượng tướng, nàng đã bị chinh phục bởi tình yêu chân thành của quan kiểm pháp Hồ Nguyên Trừng. Trái tim có sự mách bảo riêng của nó, điều đó đã chiến thắng những âm mưu tranh đoạt bon chen. Lần này cùng lên Yên Tử với Hồ Nguyên Trừng, liệu Thanh Mai có chọn đúng đường? Mời quý khán giả đón theo dõi tiếp câu chuyện trong chương trình Sao Quê Lấp Lánh đêm mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.